Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay em xin hướng dẫn mọi người thay pin. Thay pin chiếc máy cạo râu Panasonic nha. Đó, chiếc máy Panasonic. Cái dòng này là dòng 5 rưỡi nha. Model của nó là ESCLV7B nha. Đó, model nha. Cái này là sản xuất tại Nhật Bản năm 2016 nha, Made in Japan nha. Thì cái máy này hiện tại nó đang trong cái tình trạng là không chạy nha. Đấy, không chạy mà cắm sạc nó cũng không có báo pin nha. Đó, đây cắm sạc nha. Đó, cắm sạc không có báo pin nha. Thì em cái này nó bị chết pin rồi. Đó, chết pin rồi nha. Đó, thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách thay pin chiếc máy cạo râu. Thì nó cũng đơn giản thôi, thế nhưng mà những ai chưa biết thì các bác nhìn một lần, các bác lần sau các bác thay nó rất dễ nha. Đó thì bao gồm có một cái từ vít này, là một cái bậy này, đó, rất đơn giản, và những cục pin mới nha. Đó, pin mới nha. Rồi thì đầu tiên em xin hướng dẫn mọi người sẽ tháo cái con vít này ra nha. Đó, tháo con vít này. Đó. Rồi. Để đây nha. Đó, để đây. Rồi bỏ cái này ra. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái banh này. Mình sẽ banh cái này, bẫy nó ra nha, bẫy ra. Mọi người cứ làm nhẹ nhàng nha. Đó, bẫy ra, bẫy hai bên đều này. Đấy. Rồi. Nhấc nó ra. Đó, nó cũng đơn giản đúng không? Rồi. Đó, bây giờ mọi người sẽ tháo mấy con vít này ra nha. Đó, 4 con vít này nha. Rồi. Đó, nó có 6 con vít này. Thay pin máy cạo râu nó đơn giản lắm các bác. Đó, các bác chỉ cần mua cục pin về các bác thay cái này xong. Pin thay pin Nhật nha, pin Nhật nó rất bền nha các bác. Đó, cái dòng này thì 6 con vít này thì nó bằng nhau nha. Đó. Còn có nhiều cái nhiều dòng thì là vít nó khác nhau, còn cái dòng này 6 con nó bằng nhau nha. Rồi, cái này thì nó dơ thì các bác vệ sinh nó đi nha. Đấy, cỡ vệ sinh nha. Đó, vệ sinh xong rồi bỏ ra nha. Rồi, nhấc lên. Đó, nhẹ nhàng nhấc lên này. Đấy, nhấc lên. Rồi, đó bên trong nó thì là một cái cục pin này nha, cục pin này là cục pin 3,6 V nha các bác. Đó. Này. Nó có cái chiều âm dương ở đây nha. Đó, nó ký hiệu đây là cực dương này, đây là cực âm này. Đó, để em xoay lại cho các bác coi nha. Rồi đây này. Đó, cực dương này, cực âm này. Nhưng mà cái này cái Panasonic này này là nó có cái chống ngược, cho nên là các bác tháo ra, các bác quên cái chiều á, thì các bác nắp vào cũng phải đúng chiều nó mới nắp được nha, chứ ngược chiều không có nắp được. Đấy. Rồi. Con vít để đây nha. Đấy, để đây, có một con vít này là vít nhỏ ở cái đuôi thôi, còn 4 con này bằng nhau nha. Đấy. Rồi cái nào mà dơ thì các bác vệ sinh đi ha. Vệ sinh xong rồi nắp nó vào cho sạch sẽ. Đó. Rồi, em sẽ tháo cục pin này ra nha các bác. Đó, đây là cục pin Panasonic này. Đấy, Panasonic nha. Em sẽ lấy cái đồng hồ em đo coi nó có còn được chút pin nào không ha. Đó, có cái đồng hồ này này. Rồi, cực dương. Đó, hết pin nha các bác, không có lên nha. Hết sạch pin rồi. Rồi, mình sẽ thay bằng những cục pin chính hãng này nha. Đó, pin Nhật nha các bác, pin Nhật chính hãng nha. Đó, pin Nhật nha. Pin này là trực tiếp nhập trực tiếp từ Amazon nha. Đó. Rồi. Đó. Dòng này nó có hai màu nha, màu xanh và màu trắng nha. Đó, nó có hai màu giống y nhau luôn nha các bác, màu xanh và màu trắng. Cái dung lượng nó giống nhau. Dung lượng giống nhau, kích thước của nó giống nhau nha. Đó. Bình ni lông nha. Đó, 680 mAh nha.
Đó, đây lo của pin này này. Đó, 3,6V nha. Đấy là cái dung lượng cầm của nó nha. Thế còn nếu như nó sạc đầy ấy, thì nó sẽ được 4,2V nha. Cái dung lượng của nó bình thường là 3,6 nha. Đó. Đó, bây giờ các bác chỉ việc lắp vào thôi. Đó, cái pin này nha, nó cái máy nó có cái chống lắp ngược nha, tức là cái chiều này nó có một cái to này, là nếu như các bác để vào đây ngược nó cũng không có lắp được vào nha. Đây nó kê lên luôn này. Đó, nó kê luôn nha. Đó, ngược không lắp được, phải lắp đúng chiều như này thì nó mới vào nha. Đây. Đó, đúng chiều này thì nó mới vào này. Đó, còn ngược như này thì nó sẽ bị kê lên này. Cho nên là các bác cố tình lắp ngược cũng không lắp được nha. Đó, trừ khi là các bác cố tình ấn thôi. Chứ còn nếu như mà các bác quên các bác lắp ngược cũng không có được nha. Đó, cái dòng Panasonic thì nó hoàn thiện rất tốt nha các bác. Đó, nó có những cái gioăng này. Gioăng chống nước này. Đó, thành nước không có vào trong này được nha. Đó, nó chống nước rất tốt. Rồi để em lắp nha. Lắp các bác chỉ việc để vào đây thôi, ấn xuống. Đó, vậy là ok. Thấy không? Như vậy đã là xong rồi nha. Rồi ấn nắp xuống. Rồi các bác nắp vít rồi thôi. Đó, này. Như thế này nha. Các bác nắp vào nhưng ấn nó vẫn không chạy nha các bác. Đó, ấn vẫn không chạy nha. Các bác phải kích pin nha. Kích sạc nó mới chạy nha. Đó, ví dụ như này. Rồi các bác sẽ cắm sạc vào thì nó sẽ chạy. Nhưng mà các bác tháo cái này ra rồi thì các bác chưa biết cái chiều là xuôi, chiều là ngược nha. Thì các bác phải lắp cái này vào. Đó, để các bác căn cái cữ này. Chứ nếu như bỏ cái này ra nha thì mình có thể cắm xuôi cắm ngược được, cháy mạch nha. Nên các bác phải lắp cái này vào để các bác biết được cái chiều xuôi chiều ngược của nó này. Đấy, ví dụ thế nè. Đó, thấy không? Báo pin liền. Phải kích sạc nha. Chứ còn có một số dòng ấy thì không cần kích sạc, lắp pin là nó chạy luôn. Còn có một số dòng thì các bác phải kích sạc như này nó mới chạy nha. Đó, các bác chú ý cái vấn đề đó. Chứ nhiều người á mua pin và lắp xong nhưng mà bấm lắp xong một cái bấm như này nó không có chạy nha. Đấy, thì nói là nó hư nhưng không phải nha. Các bác phải kích sạc. Đó, các bác nhớ một cái điều là phải kích sạc nó mới chạy. Đó. Thấy không? Kích sạc cái là chạy liền. Đó. Rồi như vậy là đã xong rồi nha các bác. Các bác bây giờ mình sẽ xoáy vít vào. Vậy thôi. Đó, thay một cục pin của máy Panasonic thì nó rất đơn giản nha. Đó. Khi mà lắp vít rồi thì các bác phải xoáy đều tay nha. Bác xoáy đều tay chứ mà đừng có xoáy mạnh quá một chỗ thì là nó sẽ hư nha các bác. Xoáy đều tay. Đó, xoáy vừa tới thôi. Xong rồi siết đều tất cả 6 ốc, 6 con vít nha. Chứ mà đừng có xoáy cố tình xoáy một cái như này thì nó sẽ bị vênh nha. Đó, nó sẽ vênh nha. Xoáy vừa tay là tí mình mới siết lại đều tất cả 6 vít nha. Rồi đó, bây giờ mình sẽ siết đều nha. Đó, siết chắc này. Nhưng mà cũng vừa tay đấy nha, tại vì nó đều có những cái lớp gioăng, lớp cao su hết rồi. Đó, nên mình không cần phải siết, tại nó toàn những là bằng nhựa với nhau mà mình siết chặt như là siết kia thì nó sẽ bị cháy con vít nha. Cháy nhựa nha. Đó, vậy thôi. Vậy là mình đã thay xong một chiếc pin. Giờ vấn đề là mình lắp nó vào ha. Lắp vào. Đấy, lắp không à. Đấy, nữa nha. Đúng rồi nha. Đó. Thấy không? Vào nó khít luôn. Đó, dòng Panasonic nó hoàn thiện rất tốt này. Đấy, khít luôn nha. Đó. Rồi, lắp lại. Rồi. Đó, vậy là mình đã lắp một chiếc pin mới, hoàn toàn mới cho một chiếc máy Panasonic 5.5. À, bây giờ mình lại hoạt động bình thường. Cái cục pin này của nó nha, rất bền nha các bác có thể dùng tới 75 luôn. Đó. Nhưng mà cái đồ điện tử thì mình không nói mạnh, nhờ có cái chỉ 1 năm hoặc là một vài tháng, nhưng mà thường thường nó thì rất chi là bền, vài năm. Đấy. Rồi. Ok nha các bác. Đó, tắt pin dù. Cắm sạc này. Đó, cắm sạc nha. Ok chưa? Rồi, pin. Đó. Pin này là pin của nó nha. Rồi, vậy là em đã hướng dẫn mọi người cách thay pin chiếc máy cạo râu Panasonic
Đó, mọi người coi video cho xin một like nha, một like mà đăng ký kênh và chia sẻ nha. Rồi, xin chào mọi người.